Ngày 16 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Trong một ngày, 198 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được báo cáo viên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan như những quy định về công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, trình tự thủ tục kiểm tra, hướng dẫn cụ thể kiểm tra một số loại hình cơ sở như nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ, vân vân, xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoạt động phối hợp điều tra giải quyết vụ cháy nổ, một số vấn đề trong công tác huấn luyện, cấp chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác tham mưu về quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác thống kê nghiệp vụ phục vụ quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác điều tra cơ bản, vân vân. Đồng thời các học viên còn được hướng dẫn giải quyết một số tình huống trong thực tế công tác kiểm tra. Buổi tập huấn nhằm củng cố trang bị kiến thức nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương, qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ và tai nạn sự cố xảy ra.